Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên tổ chức. Các em thân mến, trong các bài học trước, chúng ta đã ôn tập về chuyên đề lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường nối và giai cấp lãnh đạo. Mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Vậy, Đảng đã đề ra chủ trương và đường lối lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc như thế nào? Cô và các em sẽ cùng ôn tập trong chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Đây là chuyên đề có khối lượng kiến thức rất lớn, nhiều nội dung khó trong cấu trúc đề thi tham khảo môn lịch sử năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên đề lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 chiếm 9 trên tổng số 40 câu trong đề thi. Trong đó, câu 10, câu 11, 12 thuộc mức độ nhận biết, câu 22, 23 thuộc mức độ thông hiểu, câu 32, 33 và 34 là vận dụng thấp và câu 39 là vận dụng cao. Để có thể đạt điểm cao, các em phải nắm thật vững những kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng làm bài thật nhuần nhuyễn để tránh những sai sót trong quá trình làm bài. Chuyên đề lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 gồm 3 chủ đề lớn. Chủ đề 1: Phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1931. Chủ đề 2: Phong trào dân chủ 1936-1939. Chủ đề 3: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 từ năm 1939 đến năm 1945. Trong bài học hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập chủ đề 1. Phong trào cách mạng 1930-1931 gồm có 5 nội dung lớn. Thứ nhất, bối cảnh lịch sử. Và từ bối cảnh lịch sử, các em hãy rút ra được những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng 1930-1931. Thứ hai, nêu được những nét chính và rút ra được đặc điểm của phong trào. Ba, nêu và nhận xét được các chính sách của Soviet nghệ tĩnh. Từ đó, phân tích được ý nghĩa lịch sử và rút ra bài học kinh nghiệm. Và thứ năm, là nêu được nội dung của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1930. Từ đó, so sánh được giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng tháng 1 năm 1930 và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 để rút ra những điểm giống và khác nhau giữa hai văn kiện trên. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, bối cảnh lịch sử. Về bối cảnh thế giới, có hai sự kiện thế giới tác động lớn đến cách mạng Việt Nam, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế thừa 1929-1933. Cuộc khủng hoảng này đã làm cho nền kinh tế của các nước tư bản lâm vào thời kỳ khủng hoảng suy thoái. Khủng hoảng kinh tế đã dẫn đến phong trào đấu tranh ở các nước tư bản và các nước thuộc địa dâng cao. Nước Pháp cũng phải chịu những hậu quả nặng nề. Chính phủ Pháp đã chút gánh nặng khủng hoảng lên vai nhân dân trong nước và các nước thuộc địa. Điều đó đã tác động rất lớn đến cách mạng Việt Nam. Bởi vì Việt Nam muốn lệ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế Pháp, vì thế từ năm 1930, nền kinh tế Việt Nam lâm vào thời kỳ khủng hoảng suy thoái. Sự khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam đặt trong mối quan hệ với các thuộc địa khác của Pháp và các nước khác trong khu vực là rất nặng nề. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ nông nghiệp. Bởi vì trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đã đầu tư nhiều vốn nhất cho nông nghiệp Việt Nam sự khủng hoảng suy thoái trong kinh tế đã lầm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân. Nông dân phải chịu siêu cao, thuế nặng, mất mùa, giá lúa gạo giảm tối đa. Nếu như năm 1929, giá gạo ở Đông Dương là 13,2 đồng tiền Đông Dương trên một tạ gạo, thì đến năm 1933 chỉ còn 3,2 đồng trên một tạ. Công nhân thì phần lớn bị sa thải, số còn việc làm thì đồng lương rất thấp tư sản, tiểu tư sản, đời sống bất bình. Tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân đã làm cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay Sai, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ ngày càng trở lên sâu sắc. Đúng lúc đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, kịp thời tập hợp lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931. Và từ đây chúng ta rút ra bốn nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-1931. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 đó chính là tác động của khủng hoảng kinh tế. Bởi vì cuộc khủng hoảng kinh tế này đã làm cho nền kinh tế của nước Pháp khủng hoảng suy thoái và chính sách chút gánh nặng khủng hoảng của thực dân Pháp đã là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ phong trào đấu tranh ở Việt Nam sự cổ vũ từ phong trào cách mạng thế giới chính là nguyên nhân khách quan thúc đẩy phong trào phát triển trong đó mâu thuẫn dân tộc và giai cấp sâu sắc chính là nguyên nhân sâu xa nguyên nhân quyết định dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng chính là sự ra đời và lãnh đạo của đảng cộng sản đây cũng là nhân tố hàng đầu đóng vai trò quyết định cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 cho đến nay. Các em cần phải nhớ và phân biệt những cụm từ đó là trực tiếp, khách quan, sâu xa, quyết định để chúng ta không chọn nhầm đáp án khi làm bài. Để củng cố nội dung trên, chúng ta sẽ làm một số bài tập. Câu 1. Trong những năm 1929-1933, nhìn chung kinh tế Việt Nam A. phục hồi và phát triển, B. phát triển mạnh mẽ, C. khủng hoảng suy thoái và D. phát triển xen kẽ với khủng hoảng. Cụm từ các em cần quan tâm ở đây đó là kinh tế Việt Nam trong năm 1929-1933. Phục hồi và phát triển là đặc điểm của kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939. Phát triển mạnh mẽ Lần kinh tế Việt Nam chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ dưới ách thống trị của thực dân Pháp phát triển xen kẽ với khủng hoảng là đáp án sai, vì vậy đáp án đúng của câu 1 là C, khủng hoảng suy thoái. Câu 2. Đặt trong bối cảnh các nước thuộc địa của Pháp và so với các nước trong khu vực, mức độ khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 có đặc điểm là A rất nặng nề, B ít chịu ảnh hưởng, C không chịu tác động và D giống các thuộc địa khác. Các em cần quan tâm đến cụm từ đó là mức độ khủng hoảng. Qua phần cô vừa phân tích, đáp án đúng của câu hỏi này là A rất nặng nề. Câu 3. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là A mâu thuẫn dân tộc và giai cấp phát triển sâu sắc, B cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, C sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và d sự cổ vũ của phong trào cách mạng thế giới ở đây các em cần quan tâm đến cụm từ đó là trực tiếp qua cô vừa phân tích trong phần nội dung các em thấy rằng mâu thuẫn dân tộc và giai cấp phát triển sâu sắc là nguyên nhân sâu xa sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là nguyên nhân quyết định sự cổ vũ của phong trào cách mạng thế giới là nguyên nhân khách quan vì vậy đáp án đúng của câu hỏi này là b cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới Phong trào cách mạng 1930-1931 đã diễn ra như thế nào? Chúng ta chuyển sang phần 2, những nét chính về phong trào 1930-1931. Trong đề thi sẽ không có những câu hỏi về diễn biến, trên đối với nội dung này các em sẽ theo dõi cô tóm tắt những sự kiện chính để chúng ta cùng rút ra đặc điểm của phong trào. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930 nhiều cuộc bãi công của công nhân đã nổ ra ở các trung tâm công nghiệp lớn như Phú Diềng, Nam Định, Vinh, Bến Thủy đòi tăng lương, giảm giờ làm. Cùng thời gian trên, nhiều cuộc đấu tranh của nông dân đã nổ ra ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa và Đồng Tháp với mục tiêu đòi giảm siêu thuế. Bên cạnh mục tiêu đấu tranh đòi các quyền lợi giai cấp thì các khẩu hiệu như đảo đảo đế quốc, đả đảo phong kiến, thả tù chính trị đã xuất hiện trong phong trào. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh thời kỳ này vẫn tồn tại một cách biệt lập và đặc điểm là chưa có sự liên kết với nhau. Sang tháng 5, các cuộc đấu tranh bùng nổ trên phạm vi cả nước, tiêu biểu là cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, giai cấp công nhân và giai cấp nông dân cùng đoàn kết biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. Sự kiện trên đã mở ra bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930-1931 bởi vì ở đây lần đầu tiên giai cấp công nhân và nông dân cùng đoàn kết với nhau trong phong trào đấu tranh và lần đầu tiên kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động tỏ rõ sự đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. Đây là bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930-1931. Sang tháng 6, 7, 8, phong trào nổ ra trên phạm vi cả nước, thu hút đông đảo công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác tham gia. Tháng 9, phong trào dâng cao, nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo theo dõi trên được đầu, những nơi có những đốm lửa đó là nơi đã nổ ra các cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ của nông dân được công nhân hỗ trợ em có thể nhìn thấy đó là các cuộc biểu tình đã nổ ra ở rất nhiều huyện lỵ thuộc hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh như Con Cuông, Anh Sơn, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đức Thọ, Cam Lộc, Thạch Hà với mục tiêu đòi giảm siêu thuế. Tiêu biểu là cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Cuộc biểu tình đã thu hút tới 3 vạn người tham gia được công nhân hỗ trợ, quần chúng tự trang bị cờ đỏ, trống, gậy gộc, dao giáo mát kéo về vinh đưa yêu sách. Thỉnh thoảng đoàn người lại dừng lại, hô vang khẩu hiệu, đà đảo đế quốc, đà đảo phong kiến, đà đảo nam triều, ruộng đất về tay dân cầy, nhà máy về tay thợ thuyền. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom vào đoàn người biểu tình, làm 217 người bị chết và 125 người bị thương, song vẫn không ngăn được cuộc đấu tranh. Quân chúng kéo đến huyện lỵ phá nhà lao, đốt huyện đường, đánh đồn lính khố xanh. Từ hung nguyên phong trào lan ra nhiều huyện lỵ khác. Kết quả, chính quyền thực dân phong kiến đã bị tê liệt tan rã ở nhiều thôn xã, nhiều cấp ủy đảng thôn xã đã đứng ra quản lý đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện chức năng của một chính quyền gọi là xô viết. Qua phần cô vừa khái quát những nét chính của phong trào, chúng ta sẽ cùng nhau rút ra những đặc điểm của phong trào. Thứ nhất, về kẻ thù. Phong trào nhằm chống đế quốc và phong kiến. Thứ hai, về mục tiêu là giành độc lập dân tộc người Cày có ruộng, đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến. Việc xác định kẻ thù và mục tiêu như trên đã cho thấy phong trào đã tập trung vào giải quyết hai mâu thuẫn của xã hội Việt Nam và tập trung vào những kẻ thù chính của dân tộc và đây chính là nét mới của phong trào đấu tranh so với các giai đoạn trước và cũng khiến cho phong trào cách mạng 1930-1931 mang tính triệt để và không ảo tưởng về kẻ thù của dân tộc. Về lực lượng Phong trào chủ yếu tập hợp công nhân và nông dân và nét nổi bật cũng là nét mới của phong trào là từ trong phong trào liên minh công nông đã hình thành và chứng minh sức mạnh to lớn của liên minh này. Về hình thức, từ bãi công biểu tình, biểu tình có vũ trang tự vệ đến phá nhà lao, đốt huyện đường, lập chính quyền cách mạng, chứng tỏ các hình thức phát triển từ thấp đến cao và chuyển sang bạo lực cách mạng, hình thức rất là phong phú, quyết liệt về quy mô nổ ra trên cả nước nhưng chủ yếu là nông thôn và các trung tâm công nghiệp. Với những nét trên, phong trào cách mạng 1930-1931 mang tính cách mạng triệt để, tức là không mang tính cải lương, tính triệt để, hình thức phong phú và quyết liệt. Để củng cố nội dung kiến thức của phần này, cô và các em sẽ cùng làm những bài tập sau. Câu 5. Hai khẩu hiệu nào mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931? A. Đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến. B. Tịch thu dụng đất của đế quốc, Việt gian. C. Tự do dân chủ, cơm áo hòa bình. D. Chống đế quốc và chống phát xít. Cụm từ các em cần quan tâm đó là khẩu hiệu của phong trào 30-31. Như vậy ở đây, tịch thu dụng đất của đế quốc, Việt gian chính là mục tiêu đặt ra trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Còn phương án C và D đó là khẩu hiệu trong phong trào dân chủ 1936-1939. Vì vậy đáp án đúng đó là A, đả đạo chủ nghĩa đế quốc, đả đạo phong kiến. Câu 6. Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của A. Mặt trận Liên Việt, B. Mặt trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, C. Khối Liên Minh Công Nông và D. Mặt trận Dân Chủ Đông Dương. Cụm từ các em cần quan tâm đó là sự hình thành. Ở Phương án A Mặt trận Liên Việt thì tận tháng 3 năm 1951 mới hình thành. Còn Phương án B Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ra đời 19 tháng 5 năm 1941. Mặt trận dân chủ Đông Dương thành lập tháng 3 năm 1938. Vì vậy đáp án đúng là C. khối liên minh công nông. Câu 7. Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam mang tính thống nhất cao vì A. Có một chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. B. Tập trung vào mục tiêu duy nhất là ruộng đất cho dân cày. C. Hình thành được mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Và D. Tập trung vào kẻ thù trước mắt là phản động thuộc địa. Ở đây để hỏi đó là tính thống nhất cao. Vì vậy A. Có một chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Và đây cũng là đặc điểm nổi bật. Phong trào đầu tiên đặt sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản. Câu 8. Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam không đúng? A. hình thức đấu tranh phong phú quyết liệt. B. mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp. C. mang tính triệt để, không ảo tưởng về kẻ thù của dân tộc và D. quy mô rộng lớn hình thức đấu tranh phong phú. Cụm từ các em cần quan tâm đó là không đúng. Hình thức đấu tranh phong phú quyết liệt đúng là đặc điểm của phong trào 30-31 mang tính cách mạng triệt để không ảo tưởng về kẻ thù dân tộc đó là tính chất rất nổi bật của phong trào. Quy mô rộng lớn hình thức đấu tranh phong phú là đặc điểm. Vì vậy đáp án ở đây là mang đậm tính dân tộc hơn giai cấp. Đây là đáp án sai. Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? A. À, các cuộc đấu tranh nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1930. B. Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành phân bộ độc lập. C. Xô Viết ra đời ở nhiều xã trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. D. Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Qua cô vừa phân tích trong những nét chính, các em thấy rõ bước ngoặt của phong trào 1930-1931 chính là các cuộc đấu tranh nhân ngày quốc tế lao động. Sự ra đời của Xô Viết ở một số thôn xã thuộc hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931. Vậy tại sao Soviet là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931? Chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, Soviet Nghệ Tĩnh. Soviet Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng được các cấp ủy Đảng Lãnh đạo nhân dân tự quản lý lập ra ở một số thôn xã thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ thắng lợi của các cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ. Chính quyền này giống với các Soviet được thành lập sau thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 lên được gọi là Soviet. Ngay khi thành lập, Soviet đã thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện chức năng của một chính quyền cách mạng. Về chính trị, Soviet đã cho quần chúng được tự do hội họp, tự do tham gia các đoàn thể thành lập các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân. Về kinh tế thì đã chia dụng đất công cho dân kề nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ thuế đò và xóa lợ cho người nghèo. Về văn hóa xã hội, mở lớp dạy chữ quốc ngữ, xóa bỏ tệ mê tín dị đoan, tệ cờ bạc và xây dựng nếp sống văn hóa mới. Những chính sách của Xô viết đã đem quyền lợi cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, vì vậy, Xô viết nghệ tính được coi là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Xô viết rất tiến bộ, chính sách đem đến quyền lợi cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, tuy nhiên, chính sách chưa nhiều và chỉ được thực hiện ở một số vùng nông thôn lơi địch yếu, cho nên Xô viết là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở Việt Nam. Sở dĩ Xô Viết được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 bởi vì quân chúng đã lật đổ được chính quyền địch, lập được chính quyền cách mạng và giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào cách mạng 1930-1931 đã diễn ra và giành được những thắng lợi bước đầu. Vậy những thắng lợi đó có ý nghĩa lịch sử như thế nào và để lại những bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam? Chúng ta chuyển sang phần 4 ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931. A nhỏ về ý nghĩa lịch sử. Phong trào cách mạng 1930-1931 là phong trào đầu tiên đặt sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mới ra đời. Những thắng lợi mà phong trào thu được chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn và khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân. Qua phong trào đã chứng minh được sức mạnh của Liên minh Công nông và hình thành Liên minh Công nông. Với những thắng lợi đó thì tháng 4 năm 1931, Quốc tế Cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là một phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản. Và phong trào được coi là cuộc tập dượt đầu tiên cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Cuộc tập dượt này thể hiện ở chỗ đó là tập dượt về đường lối lãnh đạo, tập dượt về lực lượng, tập dượt về hình thức, về mục tiêu đấu tranh và qua phong trào đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý báu. Bài học thứ nhất là cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác tư tưởng, công tác tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Bài học thứ hai là phải xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất. Phong trào này đã cho thấy sức mạnh to lớn của liên minh công nông và đã hình thành liên minh công nông Tuy nhiên phong trào vẫn chưa phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì vậy cần phải thành lập mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước. Bài học thứ ba đó là bài học về giành chính quyền và giữ chính quyền. Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng đem đến quyền lợi cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, tuy nhiên Chính quyền đó chỉ tồn tại được 4 đến 5 tháng. Giữa năm 1931, thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố dã man, cách mạng bước vào giai đoạn thoái trào. Để củng cố những nội dung trên, chúng ta sẽ làm những bài tập sau. Câu 10. Sự ra đời của các Soviet ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 là vì… A. Đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong luận cương tháng 10 năm 1930. B. Đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai. C. Đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội. D. Là hình thức chính quyền nhà nước giống với các Soviet ở nước Nga. Cụm từ các em cần quan tâm ở đây đó là đỉnh cao. Xét cho đến cùng, bất cứ một cuộc cách mạng nào, dù đánh đổi kẻ thù là ai, nhưng kết quả cuối cùng đó là chính quyền sau cách mạng thuộc về lực lượng nào? Và phong trào cách mạng 1930-1931 đã thành lập được chính quyền cách mạng ở rất nhiều thôn xã thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Vì vậy đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội, đó là vấn đề chính quyền. Vì vậy đáp án đúng ở đây là C. Câu 11. Xô viết Nghệ An Hà Tĩnh đã thực hiện chính sách gì về kinh tế? A. tịch thu tài sản của địa chủ chia cho nông dân, xóa nợ cho dân nghèo b lấy dụng đất của đế quốc chia cho dân cày bỏ thuế thân thế diệu c tịch thu dụng đất của đế quốc phong kiến tay sai chia cho dân cày d bãi bỏ thuế thân thế trợ, thuế đò thuế muối xóa lợi cho người nghèo ở đây đề hỏi chúng ta đó là chính sách về kinh tế đây là một câu nhận biết kem chỉ cần học chắc những kiến thức trong chính sách của xô viết kem sẽ làm được vì vậy đáp án đúng ở đây là d bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa lợ cho người nghèo. Giữa lúc phong trào cách mạng 1930-1931 đang diễn ra quyết liệt, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp. Vậy hội nghị có nội dung gì? Chúng ta chuyển sang phần 5. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1930. Hội nghị đề cập đến 3 nội dung lớn. Thứ nhất, đổi tên đảng cộng sản việt nam thành đảng cộng sản đông dương theo yêu cầu của quốc tế cộng sản thứ hai cử ban chấp hành trung ương chính thức do đồng chí trần phú làm tổng bí thư thứ ba thông qua luận cương chính trị của đảng và một trong những nội dung cơ bản của hội nghị đó chính là thông qua luận cương chính trị của đảng Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của Cách mạng Việt Nam lúc đó, đó là đường nối chiến lược, sách lược, nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp đấu tranh, lãnh đạo và vị trí của Cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ với Cách mạng thế giới. căn cứ vào nội dung của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 so sánh với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng tháng 1 năm 1930, chúng ta sẽ cùng đi so sánh hai văn kiện trên. Thứ nhất, về điểm giống nhau. Cả cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị đều xác định nhiệm vụ chống đế quốc và đưa cách mạng Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, là đều khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thứ ba, xác định lãnh đạo là Đảng Cộng sản với đội tiên phong là giai cấp công nhân. Thứ tư, xác định cách mạng Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới và cùng phải đoàn kết quốc tế. Tuy nhiên, hai văn kiện trên cũng có những điểm khác nhau cơ bản. Thứ nhất, về đường lối chiến lược. Cả cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 đều xác định việt nam sẽ tiến hành cuộc cách mạng tư sản dân quyền nhưng nội dung của cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở hai văn kiện này có sự khác nhau rõ nét đó là trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cuộc cách mạng tư sản dân quyền sẽ nhằm nhiệm vụ chống đế quốc để giành độc lập dân tộc còn nhiệm vụ chống phong kiến giải quyết vấn đề dụng đất là của cuộc cách mạng thổ địa còn cách mạng tư sản dân quyền trong luận cương là bao gồm cả cách mạng thổ địa là vừa chống phong kiến vừa chống đế quốc điểm khác nhau thứ hai đó là khác nhau trong việc xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng cả hai văn kiện trên đều xác định nhiệm vụ là chống đế quốc và phong kiến song cương lĩnh xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là chống đế quốc pháp giải phóng dân tộc còn luận cương lại đề cao nhiệm vụ chống phong kiến và cách mạng dụng đất điểm khác nhau thứ ba đó là khác nhau trong chủ trương tập hợp lực lượng luận cương chỉ tập hợp công nhân và nông dân còn cương lĩnh, bên cạnh việc tập hợp công nhân nông dân thì còn tập hợp tiểu tư sản trí thức, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc. Điểm khác nhau thứ tư đó là khác nhau về vấn đề dân tộc giải phóng. Cương lĩnh chính trị nhằm hướng tới giải phóng dân tộc Việt Nam, còn luận cương đó là giải phóng các dân tộc Đông Dương. Đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa hai văn kiện và cũng là nội dung mà các em rất dễ nhầm lẫn trong quá trình làm bài nếu chúng ta không đọc kỹ câu dẫn trong câu hỏi. Vậy tại sao hai văn kiện này lại có sự khác nhau cơ bản như vậy? Nguyên nhân thứ nhất đó là do nhận thức thực tiễn. Nguyễn Ái Quốc có một hành trình trải nghiệm và có một cái nhận thức thực tiễn sâu sắc, có một nhãn quan chính trị và tầm nhìn rất lớn. Và người đã thấy được mâu thuẫn hàng đầu của hội thuộc địa là mâu thuẫn dân tộc cho nên đã đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu đồng thời cũng đánh giá đúng khả năng của các giai cấp trong phong trào cách mạng Việt Nam người nhìn thấy khả năng của tiểu tư sản khả năng phân hóa của bộ phận trung tiểu nghị chủ và khả năng chống đế quốc và phong kiến nhất định của tư sản dân tộc thứ hai luận cương chịu ảnh hưởng rất lớn từ quốc tế cộng sản và các đảng Cộng sản anh em lúc đó. Bởi vì đồng chí Trần Phú là người soạn thảo luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Đồng chí Trần Phú là một trong những học trò xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc, được gửi đi học tại trường đại học phương Đông của Liên Xô. Và lúc đó, quốc tế Cộng sản cũng như các đảng Cộng sản anh em đều là những đảng để nhằm đấu tranh giai cấp cho nên đồng chí bị ảnh hưởng rất nhiều của tư tưởng đó. Hai cái điểm khác nhau lớn nhất của Hai văn kiện này chính là khác nhau trong việc xác định nhiệm vụ hàng đầu và lực lượng cách mạng. Và hai điểm khác của luận cương chính trị về xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng và tập hợp lực lượng cũng chính là hai điểm hạn chế của luận cương. Hạn chế này sẽ được khắc phục dần trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Để củng cố kiến thức về nội dung này, cô và các em sẽ làm những bài tập sau. Câu 13. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định lực lượng của cách mạng là A. công nhân, nông dân, B. công nhân, nông dân, trí thức, C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức và D. công nhân, nông dân, địa chủ vừa và nhỏ. Cụm từ các em cần quan tâm là lực lượng trong luận cương. Qua nội dung cô vừa phân tích, các em thấy rất rõ là luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 mới chỉ tập hợp công nhân và nông dân. Đáp án đúng của câu hỏi sẽ là A, công nhân và nông dân và đây chính là điểm khác cơ bản so với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Câu 14. Nội dung nào sau đây không phải là điểm giống nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo? A chống đế quốc Pháp và đưa Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội, B khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và nông dân, C cách mạng Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới và D xác định lực lượng tham gia cách mạng. Cụm từ các em cần quan tâm đó là không phải là điểm giống nhau. Như vậy, chống đế quốc Pháp và đưa Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là điểm giống nhau. Khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và nông dân cũng chính là điểm giống nhau. Cách mạng Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới là điểm giống nhau, vì vậy đáp án đúng của câu 14 là xác định lực lượng tham gia cách mạng. Và đây là điểm khác nhau cơ bản giữa hai văn kiện trên. Như vậy, với những nội dung trên, cô và các em vừa ôn tập về phong trào cách mạng 1930 1931. Đây là phong trào lần đầu tiên do Đảng Cộng sản mới ra đời lãnh đạo. Phong trào đã đạt được những thắng lợi bước đầu và được coi là cuộc tập dượt đầu tiên cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Vậy Đảng đã đề ra chủ trương và đường lối như thế nào để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển? Chúng ta sẽ ôn tập trong bài học sau. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.